Việt Nam đặt mục tiêu vận hành đường sắt tốc độ cao năm 2045. Chính phủ đặt mục tiêu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam năm 2030 và hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến năm 2045. Ngày 31 tháng 10, Chính phủ ban hành chương trình hành động về định hướng phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025 sẽ hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư các tuyến đường sắt xây dựng mới, đường sắt đô thị cũng được triển khai. Các tuyến đường sắt đã có được nâng cấp, cải tạo. Việt Nam sẽ khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam năm 2030, ưu tiên đoạn Hà Nội, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Một nửa chiều dài đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được khai thác. Một số đường sắt đô thị tại các thành phố từ 1 triệu dân cũng được xây dựng. Năm 2045, Việt Nam sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Các tuyến khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được hoàn thành. Mạng lưới đường sắt đô thị tại hai đô thị lớn nhất cả nước cũng hoàn thành. Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, trong đó có nguồn tăng thu, tiết kiệm chi. Các thành phần kinh tế được kêu gọi tham gia kinh doanh đường sắt và dịch vụ hỗ trợ vận tải. Kết luận của Bộ Chính trị hồi tháng 3 đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và khởi công trước 2030. Các đoạn đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang được ưu tiên khởi công trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045. Hiện có hai phương án đường sắt tốc độ cao. Bộ Giao thông Vận tải tháng 2 năm 2019 trình Chính phủ báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua 20 tỉnh thành. Đây là tuyến đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tốc độ khai thác 320 km/h. Cuối năm 2022, tư vấn thẩm tra dự án đã nêu một số nhược điểm nếu đầu tư đường sắt tốc độ 350 km/h và kiến nghị phương án vừa chở khách, vừa chở hàng, tốc độ khai thác 225 km/h cho tàu khách, 160 km/h cho tàu hàng, vốn đầu tư hơn 61 tỷ đô la Mỹ. Ban cán sự Đảng Chính phủ, Hội đồng thẩm định nhà nước đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thêm phương án này. Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 10 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc Nam phải đồng bộ, hiện đại, phù hợp xu thế của thế giới, tốc độ thiết kế 350 km/h và thực sự trở thành trục xương sống.